Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 h 30 phút sáng thứ năm ngày 11 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Tối qua mùng 10 tháng 1 tại Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề Xuân đoàn kết, Tết yêu thương. Dự chương trình có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị, thành phố, đại diện đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Năm 2023, toàn tỉnh giảm gần 7.800 hộ nghèo, tương đương 4,43%. Trong kết quả này có sự chung tay của hệ thống mặt trận tổ quốc, tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái của cộng đồng. Tuy nhiên, theo chuyển nghèo giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh vẫn còn gần 27.000 hộ nghèo, trong đó có trên 3.000 hộ thuộc diện nghèo bất khả kháng. Tại chương trình, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung tay ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng đảng bộ chính quyền tỉnh Lào Cai hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, cùng đón một mùa xuân mới thêm vui vẻ, ấm áp, đủ đầy. Tại chương trình, Ban vận động Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ bằng tiền và quà với tổng trị giá hơn 16,7 tỷ đồng từ 201 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trong đó có hơn 8,4 tỷ đồng đăng ký ủng hộ bằng tiền mặt, đăng ký ủng hộ bằng quà và hiện vật trị giá hơn 8,3 tỷ đồng. Sáng mùng 10 tháng 1, Thị ủy Sapa tổ chức hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 10 của tỉnh ủy năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và nghị quyết 10 đã đạt được nhiều kết quả, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn của Sapa. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay thị xã đã phân bổ được hơn 122 trên 126 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương giao, đạt 97,48% kế hoạch. Năm 2024, Sapa phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã đạt trên 6%, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã nghèo giảm từ 7% trở lên, phấn đấu hoàn thành 142 lượt tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 14,2 tiêu chí trên một xã. Tiếp tục hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nhân dịp này có 11 sản phẩm Ocop được trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sản phẩm được thăng hạng từ 3 sao lên tiềm năng 4 sao năm tập thể 17 cá nhân của thị xã Sapa được nhận giấy khen vì có đóng góp tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện nghị quyết 10 và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, thực tế triển khai tại các địa phương trong tỉnh cho thấy khi có sự chủ động và cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị thì nhiệm vụ giải quyết việc làm cho người lao động có sự chuyển biến rõ nét và mang lại kết quả tích cực. Triển khai vào buổi tối, đường đi khó khăn. Song phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại nhà văn hóa thôn Lao Trải vẫn thu hút khá đông người dân đến để tìm hiểu thông tin. Đại diện chính quyền xã, bí thư tri bộ cùng các đoàn thể trong thôn cũng có mặt để nắm bắt tình hình. Con cái nó nghe, nó biết này nó, nó đi vào xã hoặc là vào huyện mà hoại mà phải đi làm chú nào chú nào rất là yên tâm. Còn ở dưới huyện nó còn bảo hành, ở bảo hành sau này nếu mà không đi thì nó không được tiền ở huyện, với là ở tỉnh thì nó phải là lấy được tiền lấy lấy lấy, lấy hộ tiền. Xã Quang chúng tôi cũng đã chủ động con kia văn bản phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên để triển khai tổ chức các cái hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cũng như các cái phiên giao dịch việc làm chỉ địa bán để giúp cho bà con hoàn toàn tin tưởng cũng tỉnh lấy cái việc làm tạo cái thu nhập ổn định cho bà con. Với sự chủ động vào cuộc của cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể, năm 2023 vừa qua, Simacai là địa phương đứng thứ hai của tỉnh về giải quyết việc làm, đạt gần 129% kế hoạch. Tổ tư vấn giới thiệu việc làm gồm là rất nhiều cơ quan là phòng lao động là cơ quan chủ trì và nông nghiệp rồi là một số các cái cơ quan khác. Huyện đã chỉ đạo cái tổ giới thiệu về việc làm kết nối với các doanh nghiệp, coi như là ngoài tỉnh trong tỉnh để giới thiệu các cái nhân lực cũng nhà nhân dân có cái nhu cầu đi ở vào làm việc với các cái công ty doanh nghiệp này. Còn tại xã vùng cao Tàng Ngày Châu, huyện Mực Hương một trong 10 xã nghèo nhất tỉnh, địa phương không chỉ sáng tạo mà còn có sự quyết liệt trong triển khai, đó là gắn trách nhiệm của cán bộ được phân công phụ trách thôn bản với kết quả giải quyết việc làm. Thì chúng tôi cũng đã gắn trách nhiệm cho các cán bộ phụ trách thôn nắm chắc tình hình thông bảng và nhất là những cái người mà có những cái ý định muốn đi làm am ở các công ty ở ngoài tỉnh hoặc là hướng đến đi xuất khẩu lao động nếu như không thực hiện tốt cái nhiệm vụ này và nhân dân có nhu cầu mà không thống kê được tâm tư nguyện vọng của người dân thì chúng tôi cũng sẽ đánh giá hàng tháng đánh giá cuối năm với nhiều nỗ lực năm 2023 Lào Cai đã giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động vượt 14% chỉ tiêu đề ra cùng với ngành chuyên môn sự chủ động và cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị là rất quan trọng từ đó tạo thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian từ ngày 9 tháng 1 đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2024, hai nhóm hoạt động chính sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024. Trong đó, nhóm hoạt động truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ được triển khai trước, trong và sau Tết mùa lễ hội thông qua các hình thức như kênh thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp và các kênh thông tin khác Hoạt động kiểm tra giám sát được thực hiện từ tỉnh đến cấp xã phường, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao. Các huyện thành phố thị xã có cửa khẩu, có khu du lịch lễ hội như thành phố Lào Cai, thị xã Sapa, huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bàn. Theo đó sẽ thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm cấp tỉnh, tiến hành giám sát việc triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm. Các đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, các đoàn căn cứ vào tính chất vụ việc và thẩm quyền để xử lý hoặc chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho ủy ban nhân dân địa phương nơi có cơ sở được kiểm tra đóng trên địa bàn để xử lý theo quy định. Ngành giáo dục Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025, 80 cơ sở giáo dục mầm non có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ triển khai cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Hiện con số này đang là 78 trường. Toàn tỉnh đang có hơn 12.800 trẻ được làm quen với tiếng Anh, đạt 18,1%, tăng trên 2.100 trẻ so với năm học trước. Tuy nhiên, mới có khoảng trên 6% trẻ mầm non ở địa bàn khó khăn được làm quen với tiếng Anh. Thời gian tới, hàng loạt các giải pháp được ngành giáo dục triển khai, trong đó chú trọng tạo không gian nghe, nhìn, lồng ghép tích hợp tiếng Anh thông qua các hoạt động giáo dục, giao tiếp trong các ngữ cảnh và hoạt động gần gũi, giúp trẻ có nền tảng ngôn ngữ, có khả năng phát triển tư duy góp phần chuẩn bị tốt hơn cho việc học tiếng Anh ở bậc tiểu học. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục sẽ tăng cường cho trẻ làm quen với ngôn ngữ người bản địa, giáo viên nước ngoài thông qua học tập trực tiếp hoặc qua các phần mềm video học liệu. Không chỉ được biết đến là thủ phủ của các loài hoa, nhất là địa lan, Tà Phin còn là vùng sản xuất chuyên canh rau lớn của thị xã Sapa với nhiều loại rau củ chất lượng cao. Cùng với diện tích chuyên canh, nhiều hộ đồng bào địa phương còn tích cực mở rộng sản xuất rau vụ đông trên chân ruộng một vụ. Cách làm này đang giúp cho hàng trăm hộ dân có thu nhập khá tốt, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cách đây 3 tháng sau khi thu hoạch lúa, chị Lý Mẩy Khé tiến hành làm đất và trồng bắp cải, củ cải, cải mầm đá, súp lơ. Mặc dù mới năm đầu tiên trồng rau tăng vụ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng chất lượng rau khá tốt. Mới chỉ bán một nửa diện tích, chị Khé đã thu về trên 30 triệu đồng. Mỗi năm thì đất thì cũng bỏ hoang thôi, năm nay thế ai ai trồng mình phải học theo họ trồng và sẽ thu nhập được giúp gia đình. Tương tự gia đình chị Khé, năm nay cũng là năm đầu tiên gia đình chị lò tảng mẩy trồng rau vụ đông. Đất ruộng sau thu hoạch tận dụng phân gà bón lót và chăm sóc hàng ngày nên vườn rau phát triển tốt. Nhiều người biết đến rau sạch nên tới tận nơi để mua. Từ bán rau vụ đông, chị mẩy đã thu về trên 20 triệu đồng. Khí hậu ở đây cũng tốt về lại. À họ cũng mua rau ở đây họ ăn họ cũng thấy sạch và hiệu quả ấy xong họ cũng rất là muốn mua rau ở đây xong mình cũng thể tiếp tục trồng một nhiều một chút nhưng mà vì mình còn trồng lúa nữa mình chỉ trồng được một vụ thôi Tà Phìn có 700 hộ dân thì có tới 200 hộ tham gia sản xuất rau mở vụ đông với gần 150 hectare điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp lại được địa phương tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật nên rau tả phìn cho năng suất cao, chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng, việc tiêu thụ khá thuận lợi. Nhiều hộ dân địa phương có thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi vụ rau. Chất lượng rau ở tại tả phìn làm thì rau của bà con làm mà có hướng dẫn kỹ thuật có chăm sóc, được hướng dẫn chăm sóc thì rau rất đạt tiêu chuẩn và cũng năng suất Mở rộng diện tích rau màu vụ đông đang giúp cho hàng trăm hộ dân ở Tà Phìn có thu nhập tốt. Cùng với cây hoa, cây rau đã và đang góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới ở xã vùng cao này. Chuyển sang phần tin tức thời sự trong nước. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong năm 2023, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc COVID-19, trong đó chỉ có 20 trường hợp tử vong. Bộ Y tế nhận định tại Việt Nam tình hình COVID-19 vẫn đang được kiểm soát, số mắc ghi nhận thấp, dài rác tại một số địa phương và phần lớn có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng số nhập viện và số bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị thấp hiện trong cả nước chưa ghi nhận biến thể mới bất thường tuy nhiên với tinh thần không chủ quan bộ y tế đã ban hành kế hoạch kiểm soát quản lý bền vững dịch bệnh covid 19 giai đoạn từ 2023 đến 2025 trong đó có phương án sẵn sàng đảm bảo công tác y tế trong tình huống dịch có biến chủng mới nguy hiểm hơn bùng phát mạnh trên diện rộng theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2023 có hơn 13,5 triệu tỷ đồng nhàn rỗi của người dân và doanh nghiệp gửi lại ngân hàng, tăng 14% so với năm 2022, cao nhất từ trước đến nay. Tiền gửi tăng mạnh bất chấp lãi suất huy động đang ở mức thấp kỷ lục. Hầu hết các ngân hàng hiện niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất về dưới 6% một năm. Cũng theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tiến dụng đến hết năm 2023 đạt 13,7%. Như vậy, tiến dụng tăng nhanh trong những tháng cuối năm 2023 với tốc độ 2,5%, tương đương khoảng 300.000 tỷ đồng bơm ra nền kinh tế. Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao toàn bộ hạn mức tăng trưởng tiến dụng cho các ngân hàng ngay từ đầu năm. Điều này góp phần đảm bảo chất lượng tiến dụng, song vốn hiệu quả, đúng mục đích. Năm 2023, lực lượng chức năng trên cả nước phát hiện 131 vụ với hàng trăm nghìn con da cầm và hàng trăm tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc được nhập vào nước ta. Theo đánh giá, nguy cơ nhập lậu gia súc gia cầm từ nay đến Tết Nguyên đán vẫn là rất cao, phức tạp, khó lường. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới vào Việt Nam bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và ngành chăn nuôi trong nước. Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Palestine tại khu bờ Tây, trong đó hai bên nhấn mạnh tới tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước trong việc giải quyết xung đột Israel-Palestine. Ngoại trưởng Mỹ đã tái khẳng định lập trường của Mỹ về việc thành lập nhà nước Palestine, đồng thời ủng hộ các bước đi thực tế nhằm hướng tới mục tiêu này. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ quan ngại về sự bất ổn ngày càng gia tăng tại khu bờ Tây và kêu gọi Israel bàn giao đầy đủ các khoản thu thuế còn nợ cho phía Palestine. Về phần mình, Tổng thống Palestine khẳng định Gaza là một phần không thể thiếu đối với hy vọng thành lập nhà nước Palestine và không nên bị chia cắt do xung đột giữa phong trào Hamas và Israel hiện nay. Ông cũng kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế để thảo luận về việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel ở khu vực bờ Tây. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp thông báo đã giải cứu 30 người di cư, đồng thời phát hiện hai thi thể trên bờ biển thuộc hòn đảo ở phía đông bắc biển Ege. Thông báo cho biết hai thi thể được tìm thấy bao gồm một nam, một nữ. Những người di cư này đã tới đảo trên một chiếc thuyền trong điều kiện thời tiết xấu. Theo lời khai của những người di cư, trên thuyền có 36 người và một số người đã nhảy xuống biển. Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển và cảnh sát Hy Lạp đang tìm kiếm thêm những người di cư còn mất tích dưới điều kiện thời tiết bất lợi. Được biết khu vực này là một trong những cửa ngõ được nhiều người di cư lựa chọn để tiến vào Liên minh châu Âu, EU, bất chấp sự nguy hiểm tiềm ẩn trong hành trình vượt biển eze. Liên quan tới vụ việc chủ tịch Đảng dân chủ đối lập tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao vào sáng mùng 2 tháng 1, khi đang tham quan một công trường xây dựng, mới đây cảnh sát Hàn Quốc đã công bố động cơ của nghi phạm. Đại diện cảnh sát thành phố Busan, nơi nghị sĩ Hàn Quốc bị tấn công cho biết, nghi phạm khai không muốn đảng dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và chủ tịch của đảng này sẽ trở thành tổng thống tương lai của Hàn Quốc. Ngoài thẩm vấn nghi phạm, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã lục soát nơi làm việc và nhà riêng của hung thủ, đồng thời bắt giữ một đối tượng tình nghi đồng phạm. Trước đó khi đang trả lời phỏng vấn vị nghệ sĩ Hàn Quốc đã bị hung thủ giả danh làm người tới xin chữ ký, dùng dao đâm vào cổ. Gần đây, số ca nhiễm COVID-19 tại Lào có xu hướng tăng lên. Bộ Y tế nước này phải khuyến nghị tăng cường tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao. Theo Bộ Y tế Lào, tính đến đầu tuần này, Lào có gần 219.000 ca tích lũy mắc COVID-19, trong đó có 722 người tử vong. Bộ Y tế Lào khuyến nghị cần tăng cường tiêm phòng vaccine và không nên tự mãn với những kết quả đạt được trước đó trong công tác phòng chống COVID-19. Bộ Y tế Lào nhấn mạnh các mũi tiêm nhắc lại là cần thiết để đảm bảo khả năng bảo vệ liên tục chống virus, đặc biệt là những chủng mới và các mũi tiêm tăng cường này sẽ trở thành tiêu chuẩn để bảo vệ người dân. Người dân được khuyến khích tiêm vaccine càng sớm càng tốt và có thể đăng ký tiêm chủng trực tuyến tại các trung tâm y tế địa phương chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình lào cai xin kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt